Một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 12 tháng 5 tuyên phạt nhà hoạt động Trần Văn Bang 8 năm tù và 3 năm quản chế vì ông bị xác định là đã phạm tội tuyên truyền chống nhà nước theo tin từ gia đình ông. Một thành viên gia đình ông Bang yêu cầu không nêu tên vì lý do an ninh, nói với VOA rằng bản án này quá nặng và không công bằng. Truyền thông nhà nước dẫn lời hội đồng xét xử nói rằng hành vi của ông Trần Văn Bang là rất nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, cần phải được xử lý nghiêm mới có tác dụng giáo dục đối với bị cáo và gian đe phòng ngừa chung. Báo Thanh Niên dẫn cao trạng cho biết ông Bang có nhận thức và tư tưởng cho rằng việc Đảng Cộng sản cầm quyền tuyệt đối sẽ dẫn đến tình trạng tha hóa, không có tự do dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận, báo chí, biểu tình. Từ Bangkok của Thái Lan, ông Phil Robertson, phó giám đốc châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, nêu nhận định với VOA qua email sau phiên xử rằng thật vô cùng phẫn nộ và không thể chấp nhận được khi ông Trần Văn Bang nhận bản án tù dài như vậy chỉ vì thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình thông qua các nền tảng truyền thông xã hội khác nhau. Theo ông Robertson, Hoa Kỳ liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên của họ cũng như các quốc gia khác như Australia đã thất bại trong việc đẩy lùi cuộc đàn áp ngày càng tăng đối với bất kỳ hình thức bất đồng chính kiến nào ở Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi ngay lời đề nghị đưa ra bình luận của VOA về nhận định của gia đình ông Bang và phát biểu của Human Rights Watch. Một ngày trước phiên xử, Human Rights Watch và ân xá quốc tế lên tiếng bênh vực cho ông Bang, cũng như kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc và trả tự do cho ông ngay lập tức.